Xin kính chào toàn thể anh em đam mê chim cô gáy trên đất nước Việt Nam. Hôm nay là chúng tôi gồm 6 anh em là chơi ở tại Buôn Vô. Cô sẽ thuộc về huyện Sông Hinh. Chơi được lát sáng tầm khoảng cỡ 10 giờ anh em rút về hết do trời mưa. Giờ anh em ở lại, Ấu ở lại đang làm những cái món thức ăn gồm có những món ăn như sau đây: canh, bì chanh, vậy là cu, cúc, hai loại thịt heo nữa là ba. Đó, một con cơ, một con gà kia. Đó, chúc là luộc, lẩu cháo, nấu mấy anh em nhâm nhi một chút, rồi cho vợ ngủ trên rừng núi là mũi nó hơn nhiều nha anh em. Mới mưa nữa nè. Đây, ông anh đảm nhiệm con gà thiệt to đấy. Cơ như giờ ta buông rút ra phố rút ra mà được. Đúng không? Như này là suối sâu lắm. Đó, uống rồi. Đây là chị hai. Chào anh em nha. Ừ. Rồi. Đó. Đây. Cu nè. Đó. Cu này mình rất dính là nó sớt lâu nào không biết. Dính lâu quá. Chưa giờ là không có đi như cu được. Chưa về ăn cơm là mưa miết tơ bây giờ. 4 giờ là giờ nấu cơm, ăn cơm chiều luôn. Đây là Phong, cũng một trong những cái hội là chim cô gáy của tỉnh Phú Yên mình ạ. Đây. Thôi đâu đứng ở đây nữa nữa tan ạ. Tiếng đen. Đây là Dũng cô gáy Phú Yên. Đây mấy cô anh em mình đem về đây nữa cho nó nghỉ ngơi nè. Hôm mới rắc. Đó. Vậy. Cô đứng ra rửa, cô cũng dính ấy, dính vậy rửa nó tanh lắm. Rửa nó. Hồi con, phút rửa. Rửa bình thường như tanh. Dính phân lum đi. Chào toàn thể anh em đam mê chim cô gáy. Trên đây là mưa lắm, mưa. Trên đây có một đồng chí làm bên giao thông của tỉnh Phú Yên mình, có một bên sô xe rất là độc nha anh em. Đó. Hàng hiệu luôn á. Đấy là mấy chục năm rồi chứ, xe đã có 20 năm rồi anh Phong. Rim nè, sức bê rim. Đây là ngang ngửa cho xe của Dũng Cô Đất. Dắt đây nè, đồ trời ơi đúng, như kèo. Ừ. Không. Chút ướp cho muối à. Được chưa? Giờ ướp luôn này, nướng chấm từ chút chút. Đây là Dũng à. Lửa rồi. Ướp. Chào anh em cái Dũng ơi. Chào anh em. Rồi. Nãy giờ mình cũng lo phụ ăn ngưỡng tay chân da vui. Đó, bữa cơm cho nó đầm ấm nha anh em. Mình tiếng ngày hôm nay là mưa quá đánh cũng được, buồn quá cứ về nhà nấu cơm sớm lắm. Lo trách nhiệm hai cái nồi cơm bài bán. Chút nữa mà khơ khét là anh em kình ráng chịu nha. Rồi, đây là nãy giờ là bạn của mình Danh. Quay cho mình. Danh thì hồi nãy chơi xong mùa lúc 2 giờ mấy qua kia thăm thì bỏ một con bên kia dính một con chết rồi. Chim con nha anh em, chưa cả cơm. Nó để dính chết rồi. Rồi anh em nướng luôn. Còn đây là ông anh. Anh là sáng nay anh bữa nay là sáng nay bắt được hai con thôi. Đúng không? Thủy Kiều. Đó, giờ chiều là anh em đã chiều rồi. Nấu cơm rồi tối vô nhậu chơi, uống rượu. Thì ảnh lớn rồi nhưng mà nói chung cũng rất nhiệt tình nha anh em. Vừa là không có phân biệt này nọ, cứ anh em đường tay chân nhiệt tình là nó sẽ vui nha anh em. Đổ ở đây rồi. Rất là tuyệt vời. Thì mới vừa rồi là mưa rất lớn. Sáng thường thường ở đây là chiều nào nó cũng hay mưa một cây á. Anh em ở đây sáng mai chơi là rất là đẻ nha anh em. Ở lại chơi còn một ngày rồi. Tối nay Dũng Cô Đất cho mấy anh em cũng làm cây lỡ. Cũng con ghè với chi cây rượu. Rồi cũng mời mấy ngày khu vực này dùng. Mấy anh em cũng nhâm gì ít rượu nhậu chơi. Rồi ngủ lại vài đêm sáng mai chiến tiếp. Đây là ghè vừa luộc xong. Lấy thuốc thì thay cho còn đồ đây thì hai thì không có nhậu được.
lên ngủ sớm, nhường sân lại cho anh Phong, và anh Danh, và anh Tiến, với ông Anh, với Minh. Đó, chỉ nhậu chơi. Đấy là nhậu sáng đi nhờ cô luôn ạ. Đi thôi, chúng mình Tiến ta đeo thì em tiếp tới đấy. Rồi thì anh Phong đem một canh. Hồi trưa là đã cắt một khúc rồi. Rồi mình cũng làm chai bơ kích nhỏ nhỏ thiêu. Uống vậy là cho nó dở ngủ nha anh em. Thì là nó phơ phơ rồi anh em nằm lên là ngủ giấc, sáng là dậy là nấu kéo chân lộn. Rồi mì tôm, tên tôi là Wood thôi. Ăn ăn sáng. À, thì nói đi khám với bác sĩ cứ gút, nhưng mà gút gì gút cũng cứ dứt miết nha nè. Chứ nó đi hết nấu cái dâu nha. Hôm nay thì có cái sự cố nhỏ nhỏ là Phong vừa chạy cũng đi xeo non quá cái chợt cũng đé cái lặt cái sơ mi giờ hai xương cái chân rồi. Dành cái một cô không? Dành cái một cô. Dành cái một cô. Anh Phong thì anh có đấy, anh Phong anh có dành đâu, anh Phong. Đồ mà anh chưa trước mà nó mình dành cái một cô không? Chào chào ông hai, dương tiếng chưa trước mà nó mình dành cái một cô là dành yếu gì cũng không yếu nữa. Mà cái nó sáng cho là xe quá, chứ không nó ra người tôi coi, tôi đỡ anh hai, anh móc cô cho ngàn. Vâng hết lâu ngàn, giật hết đi ra. Là nhanh gấp cánh cho mẹ anh em. Anh nhiêu là cầm cô đưa lên hai con. Thấy được giật nữa. Đây là thấy hòa bí. Không hòa bí. Mới giật cái cây này đây thấy cái bị to. Anh Danh rất tội. Anh Danh là phục vụ đèn điện soi cho anh em. Đồ, mới xe hổ vừa nấu xong là chạy xuống tích cái suối. Dạ tôi sao ông kế cho anh Phong kia vét cho máy à. Đây là bữa cơm của anh em. À, bữa cơm đầu tiên thú ngay thứ bảy anh em chơi ở lại đủ mấy xem các bạn rồi là cũng dâng lên ông anh ông làm cái thủ tục đó. Mời mấy ngài cai quen khu vực này và dùng anh em mình hướng cái tang sau hôm nay anh em cũng đi bảy ngựa ở lại nhà cần chua ghê chọc cái mâm không cơm hôm nay bảy ngựa nó hai đâu anh em thịt nướng mâm không ngon chuối anh em té tốt trong cái trại này đi nhà sàn nha anh em này đi còn có Danh lấy mũ xuống rồi ăn cơm cho sao giờ đậu lên nữa không. Sau rừng là có con rồng tàn, trước là có con hồ mang. Như đây là có con bướm. Như đây là có con bướm, bướm đúng không? Wow. Dạ, có rồng hả? Có rồng hả? Đây là anh hai. Chúng ta đây là ông anh. Ông anh như mọi khi, để anh Sĩ, Tăng Lập, anh Phong, Trung Dương Minh, Tiến. Hero. Tiến sáng này là nó nhảy cái bạch vô mà thằng Xeo nó đỡ cục cức đi thui lại rồi đi mất đâu. Nhà máy cục lông. Thấy cảm giác là phơ phơ. Giờ mình móc thôi đứng quá đứng. Vô đó chim nó. Đúng phòng mà đẹp trai phong độ nha anh em. Giờ mình móc cái thớ là nó nhảy chút mùi hết à. Mày không móc thôi mình này, móc thôi thôi đứng. Dạ, luôn mặt tiêu biểu như vậy đó. Là mẹ đến tắm. Đi không? Đi lên. Đây có cái xì. Hôm nay có anh Ti Hòa có một xô xì si độc nhất vô nhị nè. Rồi rồi. Lên. Rồi hai cái mà đây tôi có hai. Nước lên em ơi. Đây, dùng cua đất đây. Gì vậy? Nước. Chào anh em nha. Chào anh em. Anh em chào chào anh em. Chào anh em công thủ. Tao dùng cơm đi. Thôi chứ như đây đủ làm gà chứ nữa yêu. Đây, Phong này, Điếng này, Dũng này. Được rồi, bà bảo bà trong mình. Đồ, ai công nhận thổ mà rất là đen cơ. Ủa mày cái bữa đi đỏ mày sang. Thôi mời anh em dùng cơm này. Cũng làm một tí thủ tục quay anh em xem vui. Rồi anh em ăn cơm. Rồi bỏ cơm đây. Rồi, chào anh em. Bỏ nồi cơm về kia, bỏ nồi cơm đi về kia. Kia này nhiều không? Bé là ấm áp nha anh em. Tối là anh em làm con ghè đây ít nha. Ly rượu nữa là ngủ trong sáng mai chiến tiếp. Tối nay chắc anh em ngủ còn hơi hơi ít được mà có ông anh này chắc tối nay anh ngủ ngon giấc nè. Uống không xì nè. Đi hai ngày mà anh em biết hai ngày mà mới sáng ngay đâu à, làm hai đuôi rồi thì tao nói chung là sáng thấy hai cái muỗng mà còn hai muỗng nào. Chào anh em nha.